xin chào tất cả các em lại đến với kênh Bếp Chibi. Và video ngày hôm nay chị xin được giới thiệu tổng quát những cái búp bê có mặt ở trong shop của chị ngày hôm nay luôn, cho các em có một cái nhìn tổng quan để có thể chọn mua được cho mình những búp bê nào mà các em cảm thấy là dễ thương nhất luôn nha. Đây, thế giới búp bê quá trời luôn. Bạn nào thích thì nhớ cho một like nha. Và bây giờ chúng ta sẽ vào phần chi tiết nha mấy em. Đầu tiên thì đây là một dàn búp bê cô dâu có giá là 140.000 đồng. Có tổng cộng là 4 màu nè mấy em. Màu hồng nhạt ha, rồi tới hồng đậm nè, màu vàng nè, rồi tới là màu xanh nha. Bây giờ chị sẽ giới thiệu kỹ hơn. À, còn một màu ở đây nữa, đó là màu xanh lá. Do có nhiều em búp bê cho nên là chị sẽ giới thiệu nhanh nha. Đây, đây các em xem là khuôn mặt nè, đó rất là đẹp luôn ha, có hoa trên đầu, có tóc bồng bềnh, rồi váy thì có, wow, thêu rất là nhiều bông đẹp luôn nha. Đây là búp bê cô dâu màu xanh lá váy thêu. Rồi đến là búp bê cô dâu ha, cũng có màu xanh lá nè, các em xem là khuôn mặt hết sức là đẹp luôn như thế này đó, váy rồi nè, xinh ơi là xinh luôn nha, có nơ ở chính giữa nữa nè nha. Tiếp đến thì là nàng búp bê màu vàng có cái lưới nó che trên cái mặt rồi, nhưng mà nhìn sơ qua thấy cũng rất là xinh. Wow, cái váy nè, các em xem nè ha, có cái phần giống như là tơ vậy đó nha. Wow, xinh quá đi. Tiếp theo thì là nàng váy hồng. Đây các em xem nè, nàng váy hồng ha, rất là xinh luôn. Đó, tay là có đeo lắc đồ luôn nha. Váy hồng thêu, xinh quá ha. Đây các em xem, đó, nhìn gần, nhìn xa, nhìn sau cũng đẹp. Rồi thì đến là váy hồng kim tuyến nha. Đây là váy hồng kim tuyến. Không biết là trong những cô đèn này, đó, đều là búp bê cô dâu, nhưng không biết là các em sẽ thích bạn nào nhất nha. Tiếp theo thì là một nàng tiên cá. Đây, nàng tiên cá này là 50.000 đồng đó mấy em. Rồi đến là búp bê nghệ sĩ. Đó, có đàn viêu lông đồ luôn nha. Váy rất là lấp lánh, có tập đồ luôn. Rồi, tiên cá này nha, giống như là tiên cá vậy đó. Váy rất là đẹp ha, là 150.000 đồng. Nói chung là chị giới thiệu nhanh qua nha mấy em. Đây, búp bê và nghệ sĩ viêu lông. Đó, đẹp không? 150.000. Wow, và còn một nàng cô dâu váy đỏ ở đây nữa nè. Váy đỏ có ren nha. Đó, 140.000. Tiếp theo sẽ là búp bê Simbalop tóc hồng. Đó, rất là đẹp luôn nha. 140.000 đồng nè mấy em. Đó, mái tóc hồng ha, có sớt bách bo và có giày và có túi xách luôn. Váy tím 3 tầng kiểu như Hàn Quốc. Đó, rất là đẹp ha, như hoa hồng luôn nè các em xem. Và còn có là váy màu vàng nữa nha. Hồi nãy là váy tím, bây giờ thì là váy vàng. Đó, rất là đẹp như thế này. Còn đây thì là nàng tiên cá Ariel với mái tóc đỏ bồng bềnh. Đây, có lược, có gương, có sao biển nè, có phần đuôi cá nè, có passport rồi luôn nha, rất là xinh luôn. 150.000 đồng. Tiếp đến thì là có bộ búp bê 120.000 đồng, các em xem nè nha. Có nàng búp bê xinh đẹp, tóc vàng xoăn nè ha. Rồi có ha, có một cái hồ bơi, các em xem nè. Đây, có cái hồ bơi, có hồ bơi mà nó có những cái bậc thang để mình leo lên luôn ha. Rồi có mắt kiến vòng tay. Đó, mắt kiến vòng tay, rồi có em bé kèm theo nữa. Rất là dễ thương luôn. Ở đây có một cái phao vịt thiệt luôn nè mấy em, cho búp bê đang ngồi vô nè. Và nó là 120.000 đồng nha mấy em. Đây, 120.000 đồng. Và chị sẽ để nó ở đây. Yeah, em bé búp bê Nhật 245.000 phiên bản nhí nè. Đó, khuôn mặt cực kỳ dễ thương, có tóc mái luôn nha, tóc bồng bềnh. Dễ thương quá đi. Còn có hai cọng tóc hồng hai bên giống như là Sakura vậy đó. Cái váy nè, đó, vải rất là đẹp luôn như thế này. Chân này nha. Rồi, búp bê còn có kèm theo phụ kiện, đó là giày nè, túi xách nè. Wow, có cả máy sấy tóc cũng như là gương, lược và rất là nhiều giày kèm theo nha. Búp bê rất là xinh đúng không mấy em? 120.000 đồng. Và chị sẽ để ở đây. À, tiên cá thì chị còn có là váy tím nữa nè nha mấy em. Tinh tôn. Và đây thì là nàng búp bê sành điệu. Đó, nhìn là thấy đã sành điệu đúng không em? Khuôn mặt nè, trang điểm bằng cái màu trắng đồ, nhìn rất là ngầu luôn ha. Tóc thì là màu nâu, nâu trắng nữa. Áo thì lấp lánh không? Đó, nhìn hết sức là đẹp luôn nha. Đây, quần nữa ha. Rồi còn có quần lưới nữa chứ. Rồi có cầm kèm theo cái váy này nữa nè. Quá xinh luôn nha mấy em. 180.000 đồng. Đó, bởi vì nàng ấy rất là sành điệu và rất là đẹp luôn. Đây, chị không tả nổi luôn á.
ha, góc nào cũng đẹp hết nha mấy em. Tiếp theo thì là em bé nằm ở trên một cái đệm này nha, em bé đang ngủ, em bé này có thể chớp mắt luôn á mấy em. Khuôn mặt rất là dễ thương, tóc xoăn 90.000 đồng. Đó, búp bê này làm em bé của chúng ta thì cực kỳ đáng yêu. Yeah, tiếp theo thì là có hai bạn búp bê trái cây nha. Đây, các em xem hai bạn búp bê trái cây đang ngủ. Chị đã từng quay kỹ ở những video trước rồi ha. Ngồi dậy thì sẽ mở mắt nhắm mắt nè. Ý, ý, ý. Hết sức là dễ thương luôn. Đây là một quả cà tím hả mấy em, hay là trái nho. Đó, còn bạn bên đây thì là trái trái lê. Đây, trái lê nè, có đốm 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 này nha. Quả lê và quả nho tím. Đó, mỗi bé như vậy thì là 150.000 đồng, cực kỳ dễ thương luôn nè. Cái áo còn có viền nè, những cái lá như thế này nữa, rất là đẹp luôn nha. Và chị sẽ để hai em nằm ở đây nha. À, tiếp đến thì là nàng GND xinh đẹp của chúng ta nè. Đó, GND. Wow, váy Hàn Quốc này nha, rất là đẹp luôn. Đây, các em xem nè. Ha, phong cách hết sức là sành điệu nha, mái tóc đen. Và nàng GND của chúng ta có giá là 140.000 đồng. Nàng còn có là cái váy xanh nữa nè nha mấy em. Đây, váy xanh nữa. Rồi, tiếp theo thì đây có cô nàng này nè nha, rất là đẹp gái luôn. Phong cách là đồ da beo nè. Đó, đồ da beo hết sức là thời trang. Quần nhung nha, cộng thêm là đôi bốt cao nữa, nhìn rất là sành điệu. Đặc biệt là đôi bông tai, các em xem đôi bông tai nè. Đây nha, đôi bông tai hết sức là đẹp luôn. Búp bê này là 160.000 đồng đó mấy em. Đây, bộ đồ rất là đẹp nha, bộ đồ bằng vải vải lông nè mấy em. Đây nha, những búp bê mà giá cao thì thường là đồ đồ rất là đẹp luôn. Tiếp đến thì là búp bê lễ hội hóa trang, tầng ta tăng tăng tăng, 230.000 đồng. Đây, như chị đã nói, búp bê mà giá nó cao một chút xíu thì bộ đồ nó quá tuyệt vời luôn. Đây, quần tất lông đồ ha, quần ôm đồ, váy đồ, áo lông đồ nữa. Đó, rất là đẹp luôn. Đây, các em thấy ha, rất là xinh luôn. Đặc biệt là có rất là nhiều cái mặt nạ hóa trang ở như thế này, cùng với lại cái túi xách nè. Đó, túi xách này không phải dễ mà có đâu nha. Cũng như là áo choàng hay là nón gì đây nè, bằng lông nè. Đó, những cái này á, là chỉ có những cái dòng búp bê mà mắc tiền như thế này mới có thôi. Dành cho những bạn nào xứng đáng, ba mẹ thương yêu nhiều, có điều kiện thì mình sẽ mua những bạn này ha. Đó, đôi bông tai nè cũng rất là đặc biệt luôn. Các em thêm nè ha, rất là đẹp luôn. 230.000 đồng cho bạn này, búp bê hóa trang. Tiếp đến thì là nàng búp bê cô dâu. Đó, búp bê cô dâu. Đây ha, có đội lúp trên đầu nè, rồi có nón nữa, váy chấm bi. Đó, cực kỳ sành điệu và đẹp luôn nha. Giá là 150.000 đồng. Đây các em, rất là đẹp luôn á. Nhìn khuôn mặt hết sức là thanh tú nha. Đó, rất là xinh ha. So với cô dâu kia thì sao mấy em? Đó, rất là đẹp luôn. Tóc bới cao sang trọng nha. Rồi tới là búp bê thời trang thay đồ đồ này mấy em, 110.000 đồng ha. Mình có thể thay tóc nè, thay áo đồ bằng nhựa hết, rất là vui nha. Yeah, và thật là thiếu sót nếu như chúng ta quên đi nàng búp bê tiên lá xinh đẹp của shop Bell Chibi nha. Nàng ta có giá là 150.000 đồng với mái tóc cực cầu kỳ luôn. Rồi tùng váy đồ nè ha, búp bê cổ trang xinh đẹp nhất shop luôn nha. Đây, các em xem, quá xinh luôn ha, 150.000 đồng. Biết là các em thích búp bê nào nhất nữa. Rồi, tiếp đến thì là em này. Đó, em này là búp bê ở trong nhà tắm ha, nhà tắm, nhà cái bồn tắm nè, rồi có những cái dụng cụ kèm theo nè, là 280.000 đồng nha. Đây, bộ váy để đi tắm nè, có cái bồn cầu luôn nè nha, có bồn cầu và em bé, cầu và em bé ngồi chung ha, có váy để thay luôn nha. Rất là dễ thương luôn, có bồn tắm luôn, 280.000 đồng. Đó, tiếp theo thì là một cái ghế nè, một cái ghế giống như xích đu vậy đó mấy em, rất là đẹp luôn. Với lại cái váy xòe nè ha, có hoa nè, váy nè, cổ áo đẹp nè ha. Trời ơi, dây chuyền lấp lánh giống như là kim cương vậy đó mấy em ơi, rất là đẹp luôn. Và khuôn mặt cũng tuyệt vời nữa nha. Đây là búp bê ngồi xích đu. Đây, búp bê ngồi xích đu có giá là 120.000 đồng thôi nha mấy em. Đây, rất là đẹp, còn được kèm theo một cái xích đu ha, rất là chắc chắn như thế này. Đây, cái xích đu nè, rất là chắc chắn luôn. Đó, búp bê ngồi xích đu là có váy màu xanh nữa nè nha mấy em. Váy màu xanh thì kiểu như thế này. Đó, có cái tầng tầng nè, đó, rất là đẹp luôn ha. Và đây là khuôn mặt nè,
Qua ở trên đầu còn có cài hoa nữa. Xin ơi là xin 120.000 đồng nha mấy em. Đây, có cái xích đu nè ha, rất là chắc chắn. Tiếp theo thì là em búp bê tổ chim. Này các em xem, một cái tổ chim lúc lắc lúc lắc đó, khuôn mặt rất là xinh. Như thế này cũng là 120.000 đồng nha. Còn đây thì là những em búp bê Nhật 600.000 đồng, thuộc dòng búp bê khổng lồ, 4 tới là 40 mấy cm lận á. Đây ha, là có là váy kem nha mấy em, váy kem thắt dây nịt nè. Cái này là chị đã quay nhiều ở những video trước. Các bạn nào muốn xem rõ hơn thì coi những video giới thiệu kỹ hơn ha. Ở đây thì chị chỉ giới thiệu sơ lại thôi chứ chị không có giới thiệu kỹ. Nó có rất là nhiều khớp ha, từ khớp cổ chân, khớp gối, khớp đùi, khớp eo, khớp vai đồ, đầy đủ hết luôn. Và váy á, là cực kỳ xinh đẹp luôn nha, chị chỉ quay sơ thôi nè. Váy kem nè, váy xanh nè, rồi là đến là váy váy hồng. Trời ơi, trời ơi, té hết rồi. Đây ha, váy hồng. Rồi, tiếp theo. Rồi, váy hồng hoa. Đây, đó, rất là xinh luôn nha mấy em. Có lông mi thật luôn. Đó, rất là đẹp luôn như thế này. 600.000 đồng ha. Là cái dòng này là búp bê khổng lồ nha mấy em. Đây. Trời ơi, chị bày cái nhà của chị một hồi nữa là chị tiêu luôn á. Dọn là tiêu luôn á nha mấy em. Rồi, còn bên đây là rất nhiều búp bê nhỏ nữa nè. Đây, búp bê không phải là nhỏ, nhưng mà búp bê này rất là dễ thương. Đó, giá thì lại rất rẻ. Đây, các em xem ha, đó là búp bê cô dâu. Váy tím nè. Này, cái này chị cũng quay sơ thôi nha. 47.000. Rồi, váy hồng nè. Đó, váy hồng nè, các em xem nè. Rất là lấp lánh luôn. Khuôn mặt cũng đẹp luôn nha. Cũng là 47.000 đồng nè ha. Tiếp theo thì là búp bê mắt đá. Đây, mắt đá nè ha. Bộ đồ bay. Rồi đến là mắt đá nè. Đồ hồng nè ha. Rồi đến là mắt đá nè. Đó, đây là những em mắt đá khác nhau nha. Wow, đổ bể tùm lum hết rồi. Đây, đây ha, các em xem mặt nè, và xem nè, rất là nhiều loại váy luôn. Chỉ có 35.000 đồng một em thôi nha. Rồi, còn đây thì là búp bê tiểu thư tiếp viên hàng không. Đây, tiểu thư tiếp viên hàng không 47.000 đồng ha. Đồ màu xanh nè, màu hồng nè, và màu đỏ. Chị đã có những cái video giới thiệu kỹ rồi, cho nên bây giờ chị chỉ giới thiệu sơ thôi. Đồng giá luôn, là tiểu thư luôn, tiểu thư thắt bính nha. Đây, tiểu thư thắt bính nè, dễ thương không? Thắt bính hai bên luôn. Đó, đóng vai học sinh là rất ok luôn, cũng 47.000 nha. Rồi, tiếp theo thì sẽ có là nàng mắt chớp. Đây, mắt chớp là 52.000, lông mi thật nè mấy em. Đó, cũng có rất là nhiều váy như thế này. Wow, còn có Elsa và Anna mà chị quên mất tiêu. 110.000 ha. Đét khớp này thì là 25.000 nè mấy em, thắt bính luôn nha. Đó, bạn bé khớp này thì là 25.000 đồng. Đây, có mặc đồ yoga nữa nè ha. Cô giáo, đó, cô giáo cũng rất là xinh. 70.000 đồng nha mấy em, áo dài đủ màu hết. Đây, khuôn mặt nè. Ha, rất là đẹp luôn á. Đủ màu hết nè, các em xem váy nè ha. Galaxy, đỏ, hồng, xanh rồi đó, đẹp chưa? Thôi, như vậy là chị đã tạm thời giới thiệu xong được với các em nha, những cái mẫu búp bê của shop rồi đó. Thật ra là còn nữa luôn á mấy em, còn chibi nè ha. Rồi còn những cái bạn như là búp bê kiểu vậy đó, rồi búp bê đây nè. Đó, còn những cái bạn như vậy nè là chị chưa giới thiệu hết luôn. Rồi cả búp bê con trai nữa nè, đó chị cũng chưa giới thiệu hết luôn á. Nhưng mà tạm thời như vậy đi ha. Bạn nào muốn đặt hàng thì hãy nhớ là xin phép ba mẹ gọi 0937899707 nha. Bây giờ thì chị phải ngưng video để đi dọn dẹp cái đống này rồi. Chúc các em năm mới thật là vui nha. Úi trời ơi, sao em này nằm chồng lên em kia tùm lum hết à. Là tại chị đó. Bây giờ chị sẽ dọn dẹp và xếp các em ấy lại thật là ngăn nắp nha. Bye bye.